Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Chúc Phận Linh Đinh, tác giả Hồ Biểu Chánh, giọng đọc Bảo Linh. Chương 1. Lỡ bước thương người không dám ngó, nhớ lời cám nghĩa phải làm quay. Mùa thu vừa qua, mùa đông đã tới. Cỏ đổi xanh ra đỏ, cây rụng lá phơi nhành. Một buổi sớm mai Chúa Nhật, ở Hải Phòng, bầu trời mù mịt, gió phất lạnh lùng. Mưa phùn phay pháy, cảnh thêm buồn. Đường xá bầy lầy đi lắm cẳng. Người đi chợ, tay xách giỏ, tay giấu trong vạt áo, bươn bả bước mau cho bớt lạnh. Sắp xa phu, mình mặc áo tơi, đầu đội nón lá, nghễu nghến ngoài đường mà rước khách. Đồng hồ gõ 11 giờ. Đường từ chợ xuống bến tàu, thiên hạ đi dập dìu. Kẻ đi bộ thì choàng áo lạnh, tay che dù. Người đi xa thì ngồi trong mui, mình phủ mền bố. Đã vậy mà còn có kẻ giác rương mà chạy. Xe chở hàng, bánh lăn rầm rầm, chen lấn giành nhau đi trước, làm cho người đi bộ phải nép hai bên lề mà tránh. Tại bến tàu đi tây, thiên hạ lại còn lao nhau lố nhố hơn nữa. Đầu này mấy cất hàng lên tàu quay tiếng rầm rầm, đầu nọ kẻ khiêng rương lên thang kêu nhau hè hụi. Trên bờ thì đàn bà bồng con đứng chung với mấy ông già chống gậy, mỗi người đều chông mắt ngó xuống tàu. Giữa mé sông thì trẻ trai chen lấn với đàn ông, trộn rộn chàng ràng giành nhau đứng trước. Chiếc tàu ở Hải Phòng sửa soạn trở về tây, nhúm lửa khói lên nghi ngút. Những người giàu sang mua giấy đi Pháp đã đem hành lý xuống rồi nên ra đứng chống tay lan can mà chơi. Phía trước mũi có mấy trăm lính đã xuống tàu từ hồi sớm mai nên đứng lóng ngóng ngó lên bờ. Kẻ chỉ chỏ vui cười, người lấy khăn lau nước mắt. Trời càng trưa, thiên hạ xuống tàu càng thêm đông. Cách một lát, thấy có 4 cái xe kéo chạy xuống nữa. Cái xe đi trước, không có ai ngồi, duy chỉ chở cái rương lớn, trên nắp có đề nhãn như vậy: Monsieur Lê Hiển Vinh, Medicine Auxilia, Mosilia. Cái xe kế đó thì có một người ngồi. Chừng xe ngừng, mở tấm bố phủ rồi người ấy bước ra, thì thấy một người đàn ông trạc chừng 32 hoặc 35 tuổi, mặt mày sáng láng, bộ tướng gọn gàng, đầu đội nón nỉ màu xám, mình choàng áo mưa màu nu, không rõ mặc áo gì. Nhưng mà thấy lòi hai ống quần ra thì biết y phục toàn bằng nỉ xám. Ai thấy cái rương lớn cũng đều ngó, mà hãy ngó thấy nhãn đề trên nắp rương rồi thì tự nhiên biết người ấy tên là Lê Hiển Vinh. Cái xe tới sau nữa, lại có một người đàn bà ngồi với một đứa con gái nhỏ, chừng 12 tuổi. Người đàn bà này với đứa con nhỏ đều mặc áo lạnh, song y phục tầm thường chớ không phải đồ tốt, mà gương mặt coi không được vui. Còn cái xe sau chót thì một tên gia đình giảm dở ngồi. Xe vừa ngừng, nó liền nhảy xuống rồi lật đật chạy phụ với tên sa phu tới trước đó mà khiêng cái rương đem xuống. Lê Hiển Vinh tay dắt con gái, miệng kêu tên gia đình ấy mà hỏi rằng: Em biết phòng của Hoa không? Dạ con biết, cái phòng số 7, ông chỉ cho con hồi sớm mai đó, phải không? Ừ, phải. Em biểu sắp sa phu khiêng rương xuống trước đi, rồi em ở dưới tàu chơi mà coi chừng. Chừng tàu gần chạy, qua xuống rồi em sẽ lên. Dân. Tên trai ấy phụ với hai đứa sa phu khiêng rương lên thang. Đứa con gái mới hỏi Lê Hiển Vinh rằng: Bây giờ mấy giờ đó ba?
Lê Hiển Dinh móc đồng hồ trong túi ra coi, rồi đáp rằng 11 giờ 3 khắc. Người đàn bà đi chung một lượt hồi nãy đó là Đoàn Thu Dân, vợ của Hiển Dinh, mới bước lại gần mà nói rằng tàu 1 giờ mới chạy, nếu vậy thì mình còn nói chuyện chơi được hơn 1 giờ nữa. Lê Hiển Dinh dây lại cười, rồi cúi xuống ôm mặt con mà hôn chục chục và dặn rằng ba đi rồi, con ở nhà phải ráng mà học, chớ đừng có ham chơi nghe không con. Má con dạy biểu, con phải nghe lời. Nếu con cứng đầu cứng cổ, ba giận không thèm về nhà đà. Con nhỏ nắm tay, níu áo cha nó, rồi cười, nói rằng ba dạy mau mau nghe không ba? Ba đừng có gạt con với má đà. Ở nhà con ráng học, đặng năm nay con thi lấy bằng sơ học cho ba coi. Lê Hiển Dinh nghe con nói như vậy, thì cúi xuống hùng nữa, rồi mới dây lại dặn vợ rằng mình phải nhớ lời dặn nhé. Thế nào mình cũng phải ở ngoài này chờ tôi, chớ đừng về Sài Gòn. Bởi vì mình về ông già càng giận thêm, chứ không ít gì. Mà mình cũng nhớ hỏi thăm coi, chị Hai Thình chỉ đem con Thu Ba đi đâu. Nếu biết chỗ thì mướn người ta đem nó ra mà nuôi. Phải ráng mà tìm nó, chứ đừng bỏ nó tội nghiệp. Thu Dân nghe mấy lời chồng dặn thì rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào trong cổ, không nói chi được hết. Hiển Dinh thấy vợ buồn, không muốn dặn dò chi nữa, bèn kiếm chuyện khác mà nói rằng chiếc tàu này lớn, đi vững quá. Hồi sớm mai tôi rủ mình xuống coi chơi, mình không chịu đi. Phòng rộng rãi, chứ không lủng tủm như mấy chiếc tàu nhỏ vậy. Thu Dân đứng lặng thinh hoài. Một lát, lấy khăn lau nước mắt một lần. Hiển Dinh thấy vậy, trong lòng đau đớn, không biết chừng nào. Không dám ngó vợ, nhìn con. Cứ dây mặt qua phía chiếc tàu, rồi kiếm chuyện khác mà nói nữa rằng ở ngoài Bắc có thứ mưa phùn khó chịu quá. Mình lạnh không? Nếu có lạnh thì đem con về. Thu Dân lắc đầu, rồi nói nhỏ rằng không lạnh đâu, ở đặng coi tàu chạy chơi. Thu Dân nói ở chơi mà giọng nghe buồn thảm lắm, làm cho Hiển Dinh chịu không được, muốn kiếm chuyện nói cho vợ con giải buồn, mà sợ nói ra tiếng bẹo bạo rồi vợ con càng buồn thêm nữa, nên đứng trân trân không nói chi được. May lúc ấy tên Sa Phu đem rương lên phòng rồi trở xuống. Hiển Dinh móc túi lấy tiền trả bớt cho ba cái xe, còn một cái thì cầm lại đó đặng cho vợ con về. Hàng hóa đã cất lên tàu hết rồi, nên máy không quay nữa. Những người đi đưa bà con, anh em đi Sài Gòn hoặc đi Tây, rảnh rang nên đi xuống tới dưới tàu, thì lần lần cũng đã trở lên bờ. Hiển Dinh móc đồng hồ ra coi nữa, thấy đã 12 giờ rưỡi rồi, dây lại nói với vợ rằng gần tới giờ xuống tàu rồi, mẹ con ở nhà mạnh giỏi nhé. Tới đâu tôi gửi thơ tới đó cho mà hay. Đừng có buồn. Mình ráng ở nhà chịu cực vài ba năm tôi sẽ về. Không hại chi đâu mà sợ. Thu Dân ngó chồng đáp rằng em cũng chúc anh đi mạnh giỏi. Nàng nói có mấy lời mà nước mắt tuôn như mưa, không nói chi được nữa. Hiển Dinh đau đớn quá nên lật đật ôm con hung, rồi bước lại thang đi xuống tàu, không dám ngó mặt vợ. Con nhỏ thấy cha đi, lại thấy mẹ khóc. Tuy nó chưa hiểu vợ biệt chồng, cha lìa con đau đớn là thế nào, nhưng nó cũng mũi lòng, nên đứng ngó theo cha mà nước mắt tuôn rơi không cầm lại được. Hiển Dinh lên khỏi thang rồi đi khuất. Mẹ con Thu Dân ngó hoài mà không thấy nữa. Cách chừng 5 phút, bỗng thấy tên gia đình coi khiêng rương xuống hồi nãy, bước lại thang mà trở lên bờ. Con nhỏ tên là Thu Cúc, lật đật ngoắt tay kêu mà hỏi rằng ba em đâu mất rồi anh Bảy? Ông còn ở trong phòng. Tàu chưa chạy.
Sao ba không ra đứng ngoài mà chơi như họ đó? Lại ở trong phòng làm chi vậy? Ông cất đồ một chút rồi ông ra. Thu Cúc nghe nói vậy thì mừng, nên trong mắt ngó cái cửa chỗ đầu thang hoài. Có ý trông cha ra đứng đó, đặng cho mình thấy mặt thêm giây lát nữa. Mưa tuôn lác đác, gió thổi lao xao. Mẹ con Thu Dân mặc áo lạnh, tay che dù mà nước mưa ướt mặt. Hơi gió lòng lạnh lẽo. Thu Cúc đứng tựa một bên mẹ mà núp gió. Xong mắt cứ ngó xuống tàu hoài. Cách một hồi, Thu Dân chỉ dưới tàu và trên từng trên mà nói với con rằng: Kìa, ba con kia kìa, con thấy không? Đứng gần ông Tây đội nón nỉ xám đó. Thu Cúc ngó theo tay của mẹ. Chừng dòm thấy được cha rồi thì mừng rỡ hết sức. Nên tay thì ngoắt, còn miệng thì kêu: Ba, ba, ba đi mạnh giỏi nghe không ba? Sao ba lên đứng đó? Thu Dân nói rằng: Xa quá, con nói ba con không nghe đâu. Phòng của ba con gần chỗ đó nên đứng đó. Thu Cúc đáp rằng: Vậy mà nãy giờ con dòm chỗ đầu cái thang đó hoài chứ? Chỗ đó cửa xuống tàu, phòng của ba con ở từng trên chứ không phải ở chỗ đó. Đi xích ra ngoài đặng gần cầu một chút, coi ba có nói chuyện chi không má. Hai mẹ con lần lần đi nới ra gần chiếc tàu. Hiển Dinh đứng trên tàu cứ lấy tay ngoắt hoài chứ không nói chi hết. Thình lình nghe tiếng chuông rung dưới tàu, rồi thấy người ta chen chỗ cái thang dành nhau mà trở lên bờ. Cách chẳng bao lâu thổi còi nghe rền tai, rồi mở dây. Tàu quạt máy nghe rầm rầm, hai ống khói thảy khói lên đen kịch. Thu Dân với Thu Cúc mắt nhìn Hiển Dinh không dám nháy. Nước mắt chảy có giọt theo gò má rồi hòa với nước mưa. Hiển Dinh đứng trên tàu cũng ngó vợ con trân trân. Cặp mắt ướt dầm, nhưng sợ vợ con thấy nên không dám lấy khăn lau. Tàu lần lần giang ra giữa sông. Mỗi tiếng chân dịch quạt nước, nó làm đau đớn Thu Dân, cũng như nó quạt trong gan ruột. Tàu đứng sững ngay giữa sông, rồi rề rề chạy tới. Thu Dân ngó theo, thì thấy chồng cũng còn đứng chỗ đó mà ngoắt mình. Cô bủng rủng tay chân, chịu không nổi nữa, nên sập dù dầm mưa để ngó cho dễ. Thu Cúc cũng dầm mưa đứng ngoắt mà kêu ba ôm sờm. Phía sau lưng họ, vợ con của lính xuống đó đưa chồng, đưa cha cũng đều khóc hết thảy. Tàu chạy đã xa rồi, dòm không thấy rõ người ở dưới tàu nữa. Thiên hạ lần lần kéo nhau đi về. Hai mẹ con Thu Dân che dù ngồi chồm hổm tại đó mà ngó theo hoài, không chịu về với họ. Tàu chạy khuất rồi, vì còn thấy khói bay xa xa mà thôi. Mà Thu Dân cũng không về, ngồi tại đây mà trí nhớ ở dưới chiếc tàu. Thấy mình đứng tựa một bên chồng, thấy chồng hung con, thấy con níu tay chồng. Nghe chồng ở nhà dặn, ráng nuôi con. Nghe chồng chúc, ở nhà mạnh giỏi. Nghe biểu đi về kẻo lạnh. Thấy chồng đưa tay mà ngoắt mình, tai cứ lóng nghe, mắt cứ ngó thấy hoài, nên đứng dậy mà đi về không được. Thu Cúc thấy thiên hạ về hết rồi, vì còn có một chiếc xe kéo chờ đó mà thôi, nên ngó mẹ mà nói nhỏ nhỏ rằng: Thôi đi về má, ba đi rồi, mình còn ở đây làm gì? Mình về nhà chờ ba cũng được mà. Thu Dân nghe tiếng con nói, dường như tỉnh giấc mộng, nên dùng đứng dậy rồi dắt con đi lại xe. Đi mới được vài bước, cô ta lại đứng lại, ngó mông phía tàu chạy, lấy khăn lau nước mắt rồi thở ra. Thu Cúc thấy mẹ như thế thì cũng buồn nghiến trong lòng, nên đứng nắm tay mẹ, không biểu dậy nữa. Mẹ con đứng ngó trước mặt thì thấy dưới sông minh mông dòng nước.
Trên trời mù mịt dừng mây, người đã buồn mà cảnh lại thêm buồn. Nước mênh mông đưa khách biệt ly, mây mịt mù che người lưu lạc. Hai mẹ con nhìn cảnh và nhìn nhau mà khóc. Khóc một hồi nữa rồi mới chịu lên xe về. Hiển Vinh làm việc tại nhà thương Hải Phòng mấy năm nay, mướn một căn phố trệt tại đường Bono ở với vợ con. Thu Dân dắt con về đến nhà thì đồng hồ đã gõ 3 giờ. Thằng Bảy về trước phụ với vú già dọn dẹp quét tước trong nhà. Bởi vậy Thu Dân bước vô thì thấy bàn ghế đã sắp đặt chỗ nào để hóc nấy, chứ không còn lộn xộn như mấy bữa trước nữa. Trời lạnh quá nên hai mẹ con Thu Dân vô nhà rồi thì vú già đóng cửa lại liền. Thu Dân nằm co ro trên gián, biểu vú già đi lấy mền đem ra đắp cho nàng. Thằng Bảy dặn đèn lên rồi đi ra nhà sau. Vú già cũng dắt Thu Cúc ra nhà sau thay quần áo. Thu Dân nằm liêm diêm, trong trí cứ tưởng tới chồng. Thấy chồng đứng dưới tàu, thấy tàu lướt ra khơi rồi bị gió dập sóng dồi, chẳng mũi hợp lái, nghiêng qua, lắc lại. Một giây lâu, cô mở mắt ra nhìn trên bàn viết thì thấy mấy cuốn sách của chồng hay đọc còn sắp trên bàn. Cái ghế ban đêm chồng hay ngồi viết cũng còn để đó. Hình vật còn đây, mà nhớ người đi vắng thì chính chiều ruột thắt lã chả dòng châu. Chiều bữa ấy, nàng không ăn cơm, làm cho Thu Cúc không vui nên cũng không ăn được. Tối lại, khí trời càng lạnh hơn lúc ban ngày. Thu Dân đắp mền, nằm thiêm thiếp, rồi ngủ quên. Chim bao thấy chồng về dặn rằng: mình ở nhà mạnh giỏi, phải ráng mà dạy con. Tôi đi vài ba năm tôi về, đừng có buồn. Đồng hồ gõ 10 giờ, làm dở tan giấc mộng. Thu Dân thức dậy, ngồi suy nghĩ rằng: chồng mình vì mình nên phải lướt biển băng ngàn, mà lập chút công danh, đặng chuộc tội bất hiếu. Khi trước, mình cảm cái tình của chồng rất nặng. Rồi sau, mình mang cái nghĩa của chồng rất dày. Trót hơn 10 năm nay, mình chưa hề trả được. Nay, chồng mình muốn vẹn niềm phụ tử, muốn trọn đạo phu thê, nên bước chân ra đi. Chẳng biểu mình làm việc chi khó, duy dặn mình đừng buồn rầu, phải ráng nuôi con chờ ngày sum hiệp. Nếu mình nằm co mà khóc hoài thì té ra mình trái ý chồng mình lắm. Thương chồng thì phải nghe lời chồng, chớ thương chồng mà trái ý chồng thì thương nổi gì. Thu Dân nghĩ như vậy nên lấy khăn lau nước mắt rồi kêu vú già biểu dọn cơm mình ăn. Thu Cúc đang nằm thiêu thiêu ngủ trong buồng, nghe tiếng mẹ nói nên thức dậy chạy ra. Rồi mẹ con ăn cơm với nhau, cũng như ngày thường, không buồn thảm nữa. Hết chương 1. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác: podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.